gian con, rồi con sẽ thấy bác ái là cả một gánh nặng để mang. Nặng hơn cả nồi súp. Và cái giỏ đầy. Nhưng con phải luôn dịu hiền và tươi cười. Cho súp và bánh mì không phải là đã hết. Những người giàu cũng có thể làm điều này. Con là nữ tỳ nhỏ bé của người nghèo. Con là nữ tỳ của người nghèo. Người nữ tử bác ái. Luôn tươi cười và vui vẻ. Họ là chủ của con. Họ là chủ của con. Những ông chủ vô cùng nhạy cảm và đòi hỏi, rồi con sẽ thấy. Vậy là họ càng xấu xí và dơ bẩn. Càng bất công và thô tục. Con càng phải cho họ tình thương của con. Con càng phải cho họ tình thương của con. Chỉ vì tình thương của con, chỉ vì tình thương của con mà thôi. Mà người nghèo sẽ tha thứ cho con.
cơm bánh mà con cho họ. Trích từ phim Monsieur Vincent.